sự thuyết giảng bài kinh Rahulowadda đến Rahula. Khi Đức Phật đang ngủ tại tịnh xá Chetawadna tại Sawatthi, Rahula, con trai của Đức Phật, là vị sa di 18 tuổi. Bấy giờ, vị ấy đã trải qua 11 năm thọ phép sa di. Một hôm, Đức Phật đi vào thành Sawatthi để khất thực. Sa di Rahula đi sát theo sau Đức Phật. Khi Đức Phật và sa di Rahula đang đi trên đường như vậy, người sau theo sát người trước. Đức Phật trông thật rực rỡ như voi chúa đi ra khỏi khu rừng để đi đến một chỗ khả ái trong rừng cây xà lá đang nở rộ. Sa di Rahula cũng rực rỡ như con voi con theo sau voi chúa. Đức Phật rực rỡ như sư tử chúa đi ra khỏi hang hồng ngọc để tìm kiếm vật thực vào buổi chiều. Rahula cũng rực rỡ như sư tử con theo sau sư tử chúa. Đức Phật rực rỡ như cọp chúa ra khỏi khu rừng giống như hàng ngọc bích. Rahula cũng rực rỡ như cọp con theo sau cọp chúa. Đức Phật rực rỡ như điểu vương Garuda bay ra khỏi rừng cây bông vải, trong khi sa di Rahula cũng rực rỡ như Garuda con bay theo điểu vương. Đức Phật rực rỡ như thiên nga chúa bay lên bầu trời từ ngọn núi Sitakuta. Trong khi ấy, sa di Rahula cũng rực rỡ như thiên nga con bay theo sau thiên nga chúa. Đức Phật rực rỡ như chiếc thuyền bằng vàng to lớn lướt đi quanh hồ Chedanta. Trong khi đó, sa di Rahula cũng rực rỡ như chiếc thuyền vàng nhỏ lướt theo sau chiếc thuyền vàng lớn. Đức Phật rực rỡ như vị chuyển luân vương đi trên hư không bằng năng lực của xe báu. Trong khi ấy, sa di Rahula cũng rực rỡ như đứa con trai đầu đi theo sau vị chuyển luân vương. Đức Phật rực rỡ như mặt trăng, chúa của các vì sao, đi trong bầu trời quang đãng. Trong khi ấy, sa di Rahula cũng rực rỡ như sao mai đi sau mặt trăng. Đức Phật xuất thân từ dòng dõi Okatta, thuộc dòng tộc Mahasamatta. Sa di Rahula cũng vậy. Đức Phật thuộc dòng Khatiya thuần túy như sữa được đổ vào cái vỏ sò. Rahula cũng vậy. Thân của Đức Phật được tô điểm bởi 32 hảo tướng của bậc đại nhân và hấp dẫn người khác như cái cột trụ bằng châu báu được dựng lên ở cổng thành của chư thiên, hay như cổng Parichataka đang nở rộ hoa, thân của Rahula cũng vậy. Bằng cách này, hai con người cao quý, những bậc đã giác ngộ, những nguyện vọng vô song trong quá khứ của Ngài, những bậc đã trở thành sa môn từ giai cấp vua chúa, đức tánh hài hòa của bậc vương tôn, của bậc đại nhân đi cùng con đường rực rỡ chói lọi, tựa như các ngài vượt trội sự sáng chói của hai mặt trăng, hai mặt trời và các cặp chư thiên như Sakka, Suyama, Santusita, Sunimita, Vasavati, Maharama v.v. Trong khi sa di Rahula đang theo sát Đức Phật như vậy, vị ấy nhìn cha chăm chú từng chi tiết từ bàn chân lên đến đỉnh đầu và thấy sự rực rỡ của cha mình phát ra từ oai lực của một vị Phật. Đầy ngạc nhiên, vị ấy suy nghĩ: kim thân của Ngài cực kỳ đẹp với 32 hảo tướng và được quay quanh bởi hào quang sáng chói. Ngài rực rỡ tựa như đứng giữa đám bụi vàng, như núi vàng được bao quanh bởi những tia chớp, như cái trụ cổng bằng vàng rực rỡ bởi 7 loại châu báu được trang trí trên đó, như những ngọn núi vàng được che phủ trên đó bằng những tấm thảm đỏ dù Ngài đang mặc chiếc y phấn tảo màu đỏ sẫm, như cái cổng bằng vàng được nạm và trang trí bằng những dây leo san hô, như bảo tháp bằng vàng được tô điểm bột son, như cái cột tế lễ bằng vàng được quét lên lớp rước sơn, như mặt trăng tình lình nổi lên giữa đám mây màu đỏ. Đức Phật có được sự rực rỡ như vậy là do năng lực 30 pháp ba la mật của Ngài. Sau đó, vị ấy nhìn vào thân của mình và khởi dậy ái dục kết hợp bởi đời sống gia đình do bởi tấm thân của mình. Vị ấy nghĩ: ta cũng đẹp,
Nếu Đức Phật là vị chuyển luân vương của bốn châu, thì ác ngài sẽ chỉ định ta làm tướng quân báu, địa vị dành cho đứa con trai đầu. Trong trường hợp ấy, toàn cõi Jambudita sẽ trở nên rực rỡ. Trong khi Đức Phật đang đi trước như vậy, ngài chợt nghĩ. Xét thấy rằng thân của Rahula, con trai của Như Lai, đã lớn lên với thịt và máu. Lúc mà tâm của con người trôi lăn không ngừng suy nghĩ, tất cả những vật hấp dẫn như cảnh sắc, cảnh thinh v.v., Như Lai sẽ tự hỏi người ấy sẽ sanh khởi ý nghĩ nào vào lúc mạng chung. Trong khi Đức Phật đang suy xét như vậy, ngài thấy rõ những ý nghĩ của con trai ngài đang xu hướng theo sự tham đắm đối với đời sống gia đình. Ngài thấy những ý nghĩ của Sayi Rahula tựa như ngài thấy con cá đang bơi lội dưới dòng nước trong và tựa như ngài thấy hình ảnh của mình trong tấm gương tròn. Điều này khiến ngài quyết định rằng, trong khi đang theo sau Như Lai, Rahula đã khởi dậy ái dục đối với đời sống gia đình do bởi tấm thân của nó với ý nghĩ ta xinh đẹp, tướng mạo của ta thanh tịnh. Vì không hướng đúng cảnh mà đi sai đường, nó đã hướng tâm đến những cảnh dục không xứng đáng, giống như người lữ hành bị lạc đường, không đến chỗ mà xứng đáng đến. Nếu tham phiền não mà ngự trị trong tâm của nó tăng trưởng, điều này sẽ không cho nó thấy rõ lợi ích của chính mình cũng như của người khác. Điều này sẽ đưa nó đến bốn cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, và thọ sanh trong bào thai chật hẹp. Như vậy, nó sẽ bị ném vào vòng luân hồi mà không biết điểm khởi đầu. Thực ra, tham này sản sinh ra cái không có kết quả, nó tiêu diệt tâm thiện. Do bởi tham, mối tai họa kinh khủng có thể xảy ra trong dầm tâm của con người. Điều này loài người không thấy được. Người đang tham luyến không thấy rõ nguyên nhân và hậu quả của nó. Khi một chúng sanh tham luyến thì chỉ có sự tối tâm ngự trị. Một chiếc thuyền lớn chở đầy châu báu không thể không chú ý dầu trong một giây lát. Một khi nước thấm qua những chỗ rạn nứt của những tấm ván, những chỗ nứt cần được trám kín nhanh chóng. Cũng vậy, không nên để mặc Sayi Rahula này trước khi tham phiền não kịp hủy hoại những kho báu của bậc thiện trí như giới, định, v.v. đã phát sanh đến nó. Như Lai sẽ dập tắt những phiền não này. Trong biến cố như vậy, Đức Phật nhìn lui bằng cách quay người như con voi chúa được gọi là Naga Vilokana, cái nhìn của voi chúa. Đức Phật đứng sau khi quay lại, toàn thân của ngài giống như người ta xoay một pho tượng vàng. Ngài dạy Sayi Rahula: "Này Rahula, có sắc trong quá khứ, sắc trong hiện tại và sắc trong tương lai. Sắc trong thân và sắc ngoài thân, sắc thô và sắc vi tế, sắc xấu và sắc tốt, sắc xa và sắc gần. Tất cả 11 loại sắc này không phải là sắc của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Như vậy, sắc phải được quán như thật qua tuệ quán Vipassana." Khi ấy, Rahula hỏi: "Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng sắc chỉ được quán như vậy? Bạch Bậc Thiện Ngôn, phải chăng chỉ riêng sắc phải được quán như vậy?" Đức Phật trả lời: "Này Rahula, sắc phải được quán như vậy, thọ phải được quán như vậy, tưởng phải được quán như vậy, hành phải được quán như vậy, và thức phải được quán như vậy." Ở đây, lý do mà Sayi Rahula hỏi câu hỏi "phải chăng sắc phải được quán như vậy" là như sau. Khi nghe lời giáo huấn của Đức Phật, tất cả 11 loại sắc này không phải là sắc của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Như vậy, sắc phải được quán như thật bằng trí và tuệ Vipassana. Rahula, người đang tu tập loại trí Naya Kusala Nhanna, chợt nảy lên ý nghĩ như vậy: "Đức Thế Tôn nói tất cả sắc phải được quán như thật bằng trí và tuệ Vipassana.
Vậy thì bốn uẩn còn lại như thọ, tưởng, hành và thức như thế nào? Nên suy ra rằng chúng cũng được quán như trường hợp của sắc uẩn. Cho nên câu hỏi của Sa-di Rahula dựa vào trí tuệ Naya Kusala Nhana của vị ấy. Quả thật, Sa-di Rahula có trí thông minh bậc cao. Khi được chỉ dạy một pháp như điều này không nên làm, khi ấy vị ấy cũng sẽ suy nghĩ điều này không nên làm, điều này cũng không nên làm, và cứ tiếp tục như vậy bằng hàng trăm ngàn cách. Tương tự, khi chỉ được dạy một pháp như điều này nên làm, điều này cũng nên làm, vị ấy có khả năng thâm nhập bằng cả trăm ngàn cách. Ngoài ra, Sa-di Rahula rất yêu thích ba học pháp. Vào lúc sáng sớm, trong khu vực có hương phòng của Đức Phật, cứ mỗi ngày như vậy, vị ấy thường tung lên một nắm cát và nguyện rằng: nguyện rằng ngày hôm nay ta sẽ nhận được lời giáo huấn của Đức Thế Tôn hoặc từ trưởng lão Sariputta nhiều như sớ cát này. Vị ấy đặt ra những câu hỏi bởi vì vị ấy muốn thực hành một cách đầy đủ, vì vị ấy có trí thông minh bậc cao và ưa thích ba học pháp. Khi nghe câu trả lời của Đức Phật, Sa-di Rahula bèn suy nghĩ như vậy: sau khi biết ái dục đang sanh khởi trong tâm của ta, Đức Thế Tôn không khuyên răn ta một cách trực tiếp rằng vị tỳ khưu không nên có những ý nghĩ như vậy, mà Ngài cũng không bảo người khác đến nói với ta rằng: này tỳ khưu, hãy đi nói với Sa-di Rahula không nên có những ý nghĩ như vậy. Thực ra, Ngài đứng đối diện với ta và cho ta lời giáo huấn ngay trong hiện tại, tựa như Ngài bắt tên trộm cùng với tang vật bằng cách túm lấy tóc của hắn. Thật khó mà nghe được lời khuyên của một vị Phật dù trải qua một A Tăng kỳ kiếp. Khi người nào đã nhận được lời giáo huấn trực tiếp từ Đức Phật mà còn muốn đi vào làng mạc hay châu quận để khất thực, thì người ấy thật sự không có trí. Do đó, Sa-di Rahula bỏ việc đi khất thực và quay lui ngay từ chỗ mà vị ấy nghe lời giáo huấn của Đức Phật. Vị ấy không đi theo Đức Phật thêm một chút nào nữa. Vị ấy ngồi xuống ở một cội cây. Tuy Đức Phật trông thấy Rahula quay lui, nhưng Ngài không ngăn cản, nói rằng: này Rahula, đừng vội trở về. Đây là lúc mà con nên đi khất thực. Vì Ngài đã có ý định rằng hãy để Rahula thọ hưởng Phật thực là pháp bất tử cả ngày. Các phận sự trưởng lão Sariputta. Các phận sự của trưởng lão Sariputta khi sống một mình khác với những phận sự khi sống cùng với Đức Phật. Giải thích: khi hai vị thượng thủ tinh văn đang trú ngụ một mình, họ thường quét dọn chỗ ngụ vào lúc sáng sớm, làm sạch thân thể, nhập vào thiền chứng, ngồi lặng lẽ và đi vào làng khất thực. Mỗi vị làm theo ước muốn của mình. Những khi trú ngụ chung với Đức Phật thì hai vị thường không làm như vậy. Trích dẫn: những khi trú ngụ chung với Đức Phật, Đức Phật cùng với chúng tỳ khưu trước hết là đi khất thực. Khi Đức Phật đã đi khất thực như vậy thì trưởng lão Sariputta ra khỏi cốc và ý thức rằng chỗ ngụ của các vị tỳ khưu có những lúc được quét dọn sạch sẽ và có những lúc không được quét dọn sạch sẽ. Trưởng lão thường đi quanh khu vực và quét dọn những chỗ chưa được quét dọn sạch rác, chưa được đặt những hũ đựng nước vào đúng chỗ. Khi viếng thăm những tỳ khưu bị bệnh, trưởng lão thường hỏi thăm rằng: này hiền giả muốn tôi đem đến cho hiền giả món ăn nào đây? Hiền giả muốn ăn món nào? Trưởng giả đi đến những vị tỳ khưu chưa nhập hạ nào và khuyên họ: này các hiền giả, hãy vui thích trong giáo pháp của Đức Phật, đừng nên dễ vui. Giáo pháp của Đức Phật chứa pháp hành là chính. Sau khi làm tất cả những điều này, trưởng lão mới đi theo sau các vị tỳ khưu đi khất thực. Ví dụ, khi vị chuyển luân vương, chúa tể của bốn châu, muốn đi đến một nơi nào đó, vị ấy bước ra đầu tiên với bốn đội quân binh, thì người con trai đầu tiên của vị ấy là vị phó vương đi theo vị ấy để giám sát các đoàn quân. Dường thế ấy, Đức Thế Tôn, vị chánh pháp chuyển luân vương,
bật chuyển bánh xe chánh pháp. Đi cùng với chúng tỳ khưu trước hết là trưởng lão Mahasariputta, người con cả của Đức Phật, bậc tướng quân của chánh pháp, đi khất thực sau tất cả những vị tỳ khưu khác sau khi làm xong tất cả những phận sự đã nêu ở trên. Vào ngày hôm ấy, khi trưởng lão Sariputta là người cuối cùng đi khất thực sau khi làm xong những công việc của mình tại tịnh xá Cetakwana, trưởng lão trông thấy Sayi Rahula đang ngồi kiết già với lưng thẳng chánh niệm. Trưởng lão động viên vị ấy những lời khuyến khích thực hành pháp thiền, pháp niệm hơi thở. Trưởng lão nói: "Này Rahula, con hãy tu tập pháp niệm hơi thở. Khi pháp niệm hơi thở được tu tập nhiều lần, lặp đi lặp lại thì sẽ đem lại lợi ích to lớn." Ở đây có thể đặt ra câu hỏi là tại sao trưởng lão khuyến khích Sayi Rahula tu tập pháp thiền, niệm hơi thở? Trả lời: vì niệm hơi thở thích hợp với căn tánh của Rahula. Giải thích: vì trưởng lão không biết rằng Đức Phật đã dạy Sayi Rahula pháp thiền quán tưởng về sắc. Trưởng lão lưu ý rằng cách mà Rahula ngồi bất động sẽ trở nên tốt nhất với pháp thiền, niệm hơi thở, cho nên trưởng lão mới có những lời sách tấn như vậy. Liên quan đến những từ khi niệm hơi thở được tu tập nhiều lần lặp đi lặp lại sẽ đem đến lợi ích to lớn, cách mà lợi ích phát sanh là như sau. Một vị tỳ khưu tu pháp thiền niệm hơi thở có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay trong tư thế ngồi. Cho dù vị ấy không thể chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay trong hiện tại, thì vị ấy cũng có thể trở thành Sammasiddhi Arahat khi sắp lâm chung. Nếu không, thì khi tái sanh vào cõi chư thiên, vị ấy có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán sau khi một bài pháp từ một vị thiên. Nếu không, thì vị ấy có thể trở thành vị Phật độc giác trong thời kỳ không có Đức Phật toàn giác. Nếu không, vị ấy có thể trở thành một vị A-la-hán có mẫn điệp trí như Bahiyya Daruyya Thera vào thời kỳ của Đức Phật tương lai. Như vậy, niệm hơi thở có lợi ích to lớn. Nhận thức rõ lợi ích to lớn như vậy, trưởng lão Sariputta đã động viên và khuyến khích Sayi Rahula, người đã nhận trưởng lão là thầy tế độ, nên thực hành pháp thiền niệm hơi thở. Như vậy, Đức Phật và trưởng lão Sariputta đã dạy cho Sayi Rahula pháp thiền quán về sắc và pháp thiền về hơi thở vô, hơi thở ra, rồi ra đi. Rahula một mình ở lại tịnh xá. Dầu biết rằng Rahula bị bỏ lại, nhưng Đức Phật không đem vật thực đến cho vị ấy. Ngài cũng không gửi vật thực thông qua Đại Đức Ananda. Ngài cũng không báo cho các nam nữ thí của vị ấy như vua Basenadi, Anathapindika v.v. về vấn đề ấy. Nếu họ biết rằng họ sẽ cho gánh những hữu vật thực đến. Đúng thật, sắc là vô thường vì lý do như vậy, như vậy. Đúng thật, sắc là khổ vì lý do như thế, như thế. Đúng thật, sắc là không khả ái, bất tịnh vì lý do như thế, như thế. Đúng thật, sắc là vô ngã vì lý do như thế, như thế. Vị ấy quán xét như vậy một cách không ngừng, như một người cấp bách đốt lên ngọn lửa. Và đến chiều tối, vị ấy suy xét: ta đã được thầy tế độ dạy nên tu tập niệm hơi thở, ta sẽ thọ trì lời chỉ dạy của ngài. Thật ra, người không làm theo lời chỉ dạy của thầy tế độ của mình là người khó dạy, không có sự áp bức nào dành cho ta tệ hơn là sự chê trách của các vị đồng phạm hạnh khi nói rằng Rahula khó dạy, ngay cả lời của vị thầy tế độ vị ấy cũng không làm theo. Vì muốn hỏi về pháp tu niệm hơi thở, vị ấy ra khỏi tịnh thất và đi đến Đức Phật, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Vị ấy hỏi: bạch Đức Thế Tôn, niệm hơi thở nên tu tập như thế nào? Nó được tu tập nhiều lần lặp đi lặp lại như thế nào để trở nên có lợi ích to lớn? Khi ấy, Đức Phật trả lời Rahula một cách chi tiết. 1. Cách tu thiền. A. 20 phần của yếu tố đất. B. 12 phần của yếu tố nước. C. 4 phần của yếu tố lửa. D. 6 phần của yếu tố gió, tất cả là những đại chủng. E.
yếu tố hư không do sắc sanh. 2. Cách niệm về Tadibhava Lakkhana, những đặc tánh của chúng giống như những đặc tánh của năm yếu tố đất, nước, lửa, gió và hư không. 3. Từ 4. Bi 5. Hỷ 6. Xả 7. Bất tịnh 8. Vô thường tưởng. Đức Phật ban bố thời pháp bao gồm những lợi ích khuyến khích vị ấy thực hành tất cả những pháp quán niệm này. 9. Hơi thở vô ra là câu hỏi ban đầu do Rahula đặt ra. Đức Phật giải rõ chi tiết, chỉ rõ lợi ích bắt nguồn từ đó. Bài pháp chi tiết của Đức Phật có thể đọc trong phần Majjhima Panisa của Bộ Kinh Trung Bộ. Những bài pháp do Đức Phật thuyết liên quan đến Đại Đức Rahula. Nhiều bài pháp Đức Phật thuyết đến Đại Đức Rahula. 1. Samanera Panha, những câu hỏi dành cho vị Sa-di. 2. Kinh Ambalatika Rahulowasa, giáo giới Rahula được thuyết tại khu vườn Ambalatika. 3. Rahula Samyutta, bài pháp liên quan đến Rahula. 4. Maha Rahula Lowada Sutta, đại kinh giáo giới Rahula. 5. Chula Rahula Sutta, tiểu kinh giáo giới Rahula. Nguyên nhân chính của những bài kinh này, vào lúc Đức Phật viếng hoàng cung Kapilavastu lần đầu tiên và gặp Thái tử Rahula. Lúc đó Thái tử được 7 tuổi, Thái tử hỏi xin của thừa tự, tay nắm chặt chéo y của Đức Phật. Thưa cha là người đã đoạn diệt phiền não, xin hãy cho con di sản của cha. Khi ấy Đức Phật giao Thái tử cho trưởng lão Sariputta để truyền phép xuất gia Sa-di cho vị ấy. 1. Sau đó Đức Phật quyết định ban lời giáo huấn đến Rahula vì Ngài nghĩ rằng trẻ con có khuynh hướng nói ra những điều thích hợp cũng như không thích hợp. Rồi Ngài gọi con trai đến và nói rằng: Này Rahula, Sa-di không nên đắm chìm trong súc sanh luận như những chuyện về các vị quân vương, là những điều không dẫn đến đạo quả. Này con trai, nếu con muốn nói chuyện thì hãy nói về giáo pháp như thế, như thế. Và Đức Phật thuyết đến Rahula một bài pháp có tên là Samanera Panha, chứa 10 câu hỏi và 55 câu trả lời, mà không bao giờ bị bỏ sót bởi tất cả chư Phật từ giáo pháp của các ngài. Kudaka Bata, cuốn đầu của bộ Kudaka Nikaya. 2. Đức Phật suy xét. Trẻ con ưa thích nói dối. Chúng có thể nói, tôi thấy khi mà chúng không thấy, hoặc nói, tôi không thấy khi mà chúng thấy. Do đó ta sẽ tiếp tục giáo huấn Rahula. Vì vậy, Ngài đã thuyết bài pháp Ambalatika Rahulowada gồm có 7 ví dụ theo thứ tự. Trước hết, có 4 ví dụ về ly nước có thể thấy dễ dàng bằng mắt, 2 ví dụ về con voi chiến và 1 ví dụ về chiếc gương soi. Ambalatika Rahulowada Sutta Bhikkhu Vagga Majjhima Panisa trong kinh Majjhima Nikaya. Ngoài ra, Đức Phật còn dạy Rahula một bài kinh khác nhằm ngăn ngừa không cho sanh khởi tham luyến đối với 4 món vật dụng, nhằm đoạn trừ tham muốn đối với ngũ dục, và cũng giảng giải những lợi ích có ý nghĩa do thân cận với bạn tốt. Sutta Nipata 1, bài kinh đặc biệt này được gọi là Abhijna Rahulowada. 3. Bài kinh Rahula Samyutta dạy không nên phát triển tham luyến đến 3 cõi nơi mà người ta sanh vào. Samyutta Nikaya. 4. Bài kinh Maha Rahulowada được thuyết giảng để ngăn chặn Gehasita Chandaraga khi nghĩ rằng tôi đẹp, nét mặt của tôi rạng rỡ liên quan đến thân của con người. Majjhima Panisa trong Majjhima Nikaya. 5. Vào năm thứ 14 sau khi Đức Phật thành đạo, Rahula mới thọ cụ túc giới trở thành vị tỳ khưu,
nhưng chưa có hạ nào. Bài pháp Chula Rahula Wada được thuyết giảng để Rahula có thể chứng đắc ngay đạo quả. Upari Banyasa trong Majjhima Nikaya. Trong những bài pháp kể trên, không có chi tiết chính xác về ngày tháng năm thuyết giảng bài kinh Rahula, kinh Abhinya Rahulowada. Thực ra, bài kinh ấy thỉnh thoảng được Đức Phật thuyết. 1.2. Hai bài kinh Sammanera Banha và Ambalathika Rahulowada được thuyết giảng khi Rahula là vị Sa-di còn 7 tuổi. 3. Bài kinh Rahula Samyutta được thuyết thỉnh thoảng thời gian giữa thời kỳ Sa-di Rahula bắt đầu lên 7 tuổi và đến lúc vị ấy thọ đại giới tỳ khưu nhưng chưa có hạ lạp nào. 4. Bài kinh Maha Rahulowada được thuyết giảng khi Rahula được 18 tuổi. 5. Bài kinh Chula Rahulowada được thuyết giảng khi Rahula vừa trở thành tỳ khưu nhưng chưa có hạ lạp nào. Trong những bài pháp này, bài kinh Rahula Sutta, kinh Abhinya Rahulowada được thuyết giảng để liên tục khuyến giáo Rahula. 1. Bài kinh Sammanera Banha được thuyết để khiến cho Rahula tránh xa những việc nói những điều không thích hợp. 2. Bài kinh Ambalathika Rahulowada nhằm mục đích hướng dẫn vị ấy không nói dối. 3. Bài kinh Rahula Samyutta được thuyết giảng để Rahula thọ nhận giáo lý liên quan đến tuệ quán Vipassana. 4. Bài kinh Maha Rahulowada được thuyết giảng để đoạn tận Gacchita Chanda Raga, ngũ dục tham ái đối với đời sống gia đình. 5. Bài kinh Chula Rahulowada được thuyết giảng để Rahula chứng đắc đạo quả A-la-hán khi 15 đặc tính Vimutti Paribhajaniya đã đạt đến sự chín mùi. Lúc bấy giờ, Rahula là một thành viên mới trong hội chúng tỳ khưu. Liên quan đến điểm này, Đại đức Rahula vì muốn tán dương ân đức của Đức Phật đã nói giữa chúng tỳ khưu như sau: con chim trĩ cái bảo vệ cái trứng của nó, con bò da bảo vệ cái đuôi quý báu của nó. Cũng vậy, Đức Thế Tôn, cha của ta, bậc được ba hạng chúng sanh ái kính đã che chở cho ta là thịt và máu của chính Ngài. Tư cách ấy có thể sánh với tư cách của con chim trĩ hoặc con bò da để tôi có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán. Như vậy, có nhiều bài kinh được Đức Phật thuyết liên quan đến Đại Đức Rahula. Kết thúc chương 31, tỳ khưu Suddhinna, con trai của thương nhân Kalanda.